Vai trưởng. Ui, nhìn không khác gì Chí Phèo. Anh Hùng chồng, chắc hôm qua đi chồng nhau đẹp trai hôm qua đánh nhau về làm sao ấy. Ôi giời, đau ấy. Không hết được. Ngày mai tao không ra đường được. Tao còn đi làm nó các kiểu. Tròn kinh ấy, hết chưa? Không hết được. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng Panda nhá. Đấy, thì tại sao hôm nay mình lại chào Thanh Hùng? Bởi vì là tại là mọi người ạ, hôm nay là vừa anh Hùng anh ấy mới đi uống bia uống rượu ở đâu về mọi người ạ. Thế là làm say vất vưởng ấy, thế là mình tiện là mình trộm luôn máy quay ở trong kia mình quay luôn. Đấy, thì là vừa mở cốp xe của gọi là anh Hùng ra, phát hiện ra được gọi là mấy cái miếng sẹo dán trông cute cho anh em. Đấy, thì là hôm nay là nhân tiện là cái lúc mà anh Hùng đang say như thế này, thì vừa nãy mình có rủ thêm gọi là ông bạn ông anh của mình, đó chính là anh Cô Linh về lớp nhau rồi nhá. Hello xin tất cả bạn nhá. Ok đấy, thì là hôm nay nhân tiện đây ấy, thì mình cũng chôn luôn cho anh Hùng phát nữa, bởi vì là mình chưa bao giờ có cơ hội để chôn anh Hùng mọi người ạ. Nhân lúc anh Hùng anh đang ngủ say trong kia thì là mình sẽ lấy mấy cái sẹo này mình sẽ gọi là dán lên mặt của anh Hùng nhá. Tí nữa mình sẽ bảo anh Hùng là anh Hùng uống rượu đâu về không say xong bị là gọi là ngã hay là bị ai đánh rách hết da mặt nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ không nên tin khuyên anh em, thì bây giờ mình chôn luôn anh Hùng cho mọi người nhá. Đấy, ui giời anh em ạ, này đi uống rượu say đâu về không biết có gì luôn, ngủ không gì. Anh có thực hiện cái màn tròn này với em không? Tròn này. Đây thì hôm nay là em sẽ lấy mấy cái miếng dán này này. Nhân tiện đây là anh Hùng đi uống rượu uống bia về say gớt ra. Đấy, hôm trước dám giáo huấn em là uống rượu bia hôm nay nữa gọi là say rồi. Mày sẽ... dán này anh đi. Anh nói mà chết. Không sợ anh ạ. Cái này em no được hết. Cái gì? Cái này dán vào mặt anh Hùng gọi là giống kiểu gọi là sẹo sủng đi. Dán kiểu gì? Đấy. Khỏe lắm. Tao mùi rượu thôi. Nóng nặng kinh khủng. Đang dán như nào, lần trước dán như nào, cắt kiểu vừa đi uống rượu đâu vào, cắt ra dán vào mặt lại xong đấy, giả vờ rất rất tí đâu hết là được. Ui, có biết cái gì không? Sáng luôn. Không lên được đâu mà. Anh dám ra đây làm trông có gọi là giống Chí Phèo. Trông Chí Phèo nhưng có tí dặn nhẹ rồi tỉnh ra. Lấy nước bọt. Lấy nước bọt. Anh ấy vậy, anh ấy dạ dày không biết ông gì. Đây thì vừa nãy mình ra mình dắt nước vào cái tờ giấy này nhá. Đấy thì bây giờ mình phải thật nhẹ để cái hình xăm này dấu lướt thì mới xính cái chân mặt. Cẩn thận không tính cẩn thận. Bảo chôn cũng không chôn thì cả một mình thằng này dán thôi, bây giờ mình vào mình dán như ấy còn để nó thế bây giờ ý ông ấy dạy tao là vợ anh Hùng đấy. Đấy em ạ, cuối cùng anh em mình cũng chôn xong rồi, em nhìn mặt trông có kinh rợn không.
Nhìn trông sẹo xiếc này nhỉ, đến mình nhìn ngoài đời không nhận ra được thật. Úi giời, anh em ạ, tí nữa bây giờ mình sẽ ra ngoài, tí mình sẽ chờ xem là khi mà anh Hùng anh dậy xem mà phản ứng của anh như nào nhé. Rõ là mưa mà mọi người đứng ở đây ông nghịch trông đẳng cấp. Ấy nào, không phải đẳng cấp đấy nhỉ. Này, moi, vừa nãy nhốt luôn vào lòng anh em ạ. Cái tội gọi là cái tội gì ấu chân phá hoại của công của cải là phải nhốt vào lòng anh em ạ. Ê, anh Hùng ra không vậy không? Ấy dạ, thế bây giờ mới gọi là thức tỉnh đấy anh. Năm rưỡi rồi. Giữa 6 giờ tối đến nơi. Mấy ngày gió mưa đi. Ra đây nghịch gì? Em ra nghịch. Em vừa em lấy quay tí vlog mà. Nhưng mà nhìn anh. Mà em thật là em nhìn anh trông đẹp trai. Dã mà. Mày không em nay em nhìn anh đẹp trai lắm. Hả? Đẹp trai. Đẹp trai thật. Mặt mũi nhìn trông cute. Không biết gì không nhỉ? Hả? Theo thì em thấy anh đẹp trai nên em theo anh. Nhà con đi ăn không? Đói. Đói? Thịt chó. Còn cháo gì cả? Hả? Đẹp trai thì thấy đẹp trai thì quay làm tí vlog gì đâu mà. Cái này. Quay. Quay. Hả? Gì ấy? Anh em thấy? Quay. Quay gì? Anh em thấy? Anh trưởng. Ôi giời. Ôi giời. Vai trưởng. Ôi, nhìn không khác gì Chí Phèo. Anh Hùng trông hôm qua đi trông đẹp trai hôm qua đánh nhau về làm sao ấy. Sẹo này, rách hết cả mồm mặt đi. Về đã như thế rồi. Về đã như này rồi. Hôm qua đi uống rượu với Sương Mai, kẻ đánh cho lông lỗi như này. Hôm qua chẳng nhớ gì cả, nhưng mà cái này đánh nhò có thấy đau không? Rượu về. Ôi trùng, đánh nhò như thế này. Đâu, quay gì đấy? Hả? Anh thấy đau không? Em đang quay vlog thì em bắt gặp được cái cảnh này thì đấy luôn. Nhưng mà anh có thấy đau không? Không phải, thằng nào dán mà tao rồi. Dán gì? Dán gì? Đau, không đau là đúng rồi. Đây vết khâu đây làm gì có chỉ trước gì đâu. Nhưng mà anh có thấy đau không? Đau cái gì? Đau gì đâu? Bây giờ để xem nào. Đau là đúng rồi, thằng Vương cũng đánh mặt anh. Ôi giời. Chết anh ạ. Giữ cửa đi, đừng để anh Hùng ra. Anh Hùng ra là gãy người luôn ý. Thôi xong rồi. Ôi giời. Có ra được không? Ra thế nào được? Hả? Anh Nhất dán đấy. Nhất dán. Vương nó đã đầy mặt anh em nó đưa nhỉ, cái hình này ông nói anh em đây hình xăm tao nhớ rồi, hình xăm này của tao. Của nào? Cái nào của anh? Cốp xe kìa, ông nói tao định cho thằng nào nhưng mà tao chưa cho được. Thế dạ. anh nhìn lý do tại sao Vương cầm máy quay vậy? Hả? Ừ, máy này của tao nữa này. Chó này, chó này. Bây giờ tẩy gì đây? Tẩy cũng mới được cái anh ấy. Không tẩy đâu. Trong mặt cái này mai tao ra đường đi. Nhìn như chỉ được. Thôi, mai ở nhà đi, không ra được đâu. Khoảng một tuần. Một tuần khối cái này phải cả tháng. Chân chán thật luôn. Đây vẫn còn này. Cô mấy ông mẹ nghịch này hỏng tôi rồi. Ai bắt uống rượu say mẹ nó. Đúng rồi, dán ra là đúng như gì còn gì. Dán thì chỉ bé bé này, mẹ không chơi kiểu này thì ra được rồi đi. Ra được. Quá là chưa, quá là chưa. Mẹ khâu vẫn đẹp trai. Trắng chìm mặt. Không chịu dậy quay gì cả. Như chim mèo ấy này, chơi gì. Thế lần sau chơi chưa? Chán lắm. Sau xài tao kéo lên đây ngủ. Gãy rồi đấy nhỉ. Này, tôi nói mày cái đi, nói cái gì. Nói gì? Ôi giời. Không hết chưa? Chỉ hết làm sao được, không tẩy ra được luôn. Không tẩy được. Chết anh nhìn ra bao nhiêu. Hết chưa? Không mất tí nào luôn. Không hết được. Mới bàn chảy không? Quá. Ôi giời, đau đấy. Không hết được. Ngày mai tao không ra đường được. Tao còn đi làm, tao còn các kiểu. Còn kinh thế, hết chưa? Không hết được. Không ra được đâu. Lấy dao cạo à? Điên. Không cạo được anh, lấy dao anh. Cả ra anh. Làm gì? Em không biết. Cái này một tuần là tao không đi đâu đâu. Thế nhưng mà màu. Đúng không? Không phải, nó chỉ đoạn này là chắc là em dán nó nhẹ quá là nó không rát vào mặt. Không ra được, với cái này vẫn còn nguyên. Nguyên si. Chà cho bố này, cái hỏng rồi, này hỏng rồi. Thôi cố gắng mai không cần ra đường nữa anh ạ.
Nhìn không khác gì chị nào. Ui, vỡ chết anh. Hết làm sao được. Thôi, anh cứ cầm hình xong ngày mai có khi ra ngoài. Đã bỏ cái hình trước một tuần rồi, bây giờ những ngày tao ra đường thì người ta nhìn, tao bỏ tao mẹ đánh đánh nhau xẹo xiếc trong mặt kinh. Mai kéo, mai kéo anh Hùng mà đi xấu trai này ra ngoài đường khi có gọi là đệ tử đi theo thôi. Chị Bèo điên cả chán luôn. À, có cái miếng hạ sốt ấy, hình như nó dán ở đây đúng không? Đúng rồi. Nó ra đường được. Đúng rồi, công ty đi làm vẫn bị khẩu trang mà. Cái này còn đỡ, đập bỏ này ra trông còn dán kiểu như dốc cơ này. Lai lây. Mày nhớ mà. Ý. Về, tìm ừ, em vẫn nhớ lắm, trước em say rượu rồi. Còn chôn em ngón tay con tiếc mà em chôn lại à đúng? Thì thấy nó cho anh chẳng bảo anh gì cả. Gì em không cãi được hai một ngày. Giảng máy đâu ơi, còn máy nào? Này mai mình ra đường kiểu gì ấy, còn phải đi làm rồi đi công chuyện, đi công việc. Mặt đang trắng trẻo, mấy thằng chó này. Còn sao say không mà lên đây ngủ. Đúng là lấy đúng cái hình xăm của mình nó dán vào mặt mình. Cái hình xăm này nó đã khó tẩy chứ. Trông mặt mũi trông này. Ui, chặt lắm. Mẹ đi về đây. Này chết dở rồi, mai có khi là ở nhà mà. Khi nào hết thì đi thôi.